Xin chào mọi người, mình là Quân, nhân viên kinh doanh công ty máy xây dựng Hải Âu. Và ngày hôm nay rất vui khi được giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm xúc lật nhỏ đến từ thương hiệu Ligo, máy VKL936. Và sau đây là chi tiết về sản phẩm. VKL936 được thiết kế vô cùng cứng cáp và chắc chắn. Hiện đang là máy xúc lật nhỏ lớn nhất trên thị trường hiện nay. Máy được trang bị gầu xúc lên đến 1,7 khối, sức nâng 3 tấn, chiều cao xả tải hơn 3,2 mét, giúp máy có thể hoạt động được khối lượng công việc lớn trong khoảng thời gian ngắn. VKL936 được trang bị động cơ Weichai 6 máy, có turbo tăng áp, giúp máy có công suất đạt cực đại lên đến 92 kW. Như các bạn đã biết, động cơ Weichai là một trong những động cơ nổi tiếng được sử dụng trên hầu hết các loại xúc lật nhỏ hiện nay với độ ổn định cao, tiết kiệm nhiên liệu. Để máy làm việc được khỏe thì ngoài phần động cơ, hệ thống di chuyển cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Được trang bị hộp số đa cấp với 3 cần số, một cần số nhanh chậm, một cần số tiến lùi và một cần số tốc độ, giúp cho người lái có thể lựa chọn được chế độ làm việc phù hợp nhất, giúp cho máy có thể hoạt động được hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Máy được trang bị cầu dầu, phanh đĩa và lốp béo 17.5-25, giúp máy có thể di chuyển được ổn định trong các điều kiện nền yếu hoặc là bùn lầy. Về phần thủy lực, piston của máy được mạ chrome giúp cho máy làm hoạt động một cách mềm mượt và giảm ma sát một cách hiệu quả nhất. Về phần sắt xi và khung càng của máy thì được làm từ những tấm thép dày có mắc thép cao giúp cho máy chịu tải được lớn. Phần cabin được thiết kế kín hoàn toàn, có thể cách ly với bụi và tiếng ồn. Không gian trong cabin được bố trí tối ưu hóa theo thiết kế công thái học. Góc ghế lái có thể điều chỉnh kết hợp với tầm nhìn rộng giúp cho người lái cảm thấy thoải mái và làm việc được tốt nhất. Ngoài gầu xúc tiêu chuẩn, máy xúc lật VKL936 còn có các option kèm theo như kẹp gỗ, càng nâng và cần dài xả tải cao lên đến 4,5m để phù hợp với các công việc và hoàn cảnh khác nhau. Vừa rồi tôi và các bạn cũng đã tìm hiểu xong dòng sản phẩm VKL936 đến từ thương hiệu Ligo. Rất mong trong thời gian tới mọi người có thể đến kho bãi của chúng tôi để thử nghiệm và trải nghiệm sản phẩm. Hải Âu thịnh vượng cùng bạn!